trong tầm giá chỉ 5 triệu thì đố anh em tìm được một con xe road và ngon như thế này, vừa đẹp về ngoại hình, vừa ngon về chất lượng mẫu xe. Về thì xe này có gì đặc biệt? Đầu tiên là phải nói về khung xe, ngoại hình xe nhá. Ngoại hình xe thì xe sẽ được trang bị là một bản khung là hợp kim nhôm đấy, và được phủ lên mình là một lớp sơn bóng tĩnh điện. Đây là một màu gọi là màu bạc nhá, rất là bền và rất là đẹp, đảm bảo đúng với bền và cực kỳ phong cách cho như anh em nhá. Và tiếp theo đấy là anh em hãy để ý này, đường khung thì sẽ được thiết kế theo kiểu là khí động lực hỏng đấy lên, là sẽ giúp anh em tăng tốc độ trong quá trình mà anh em đặt xe. Không như vậy thì anh em hãy chú ý đây, sẽ được trang bị hẳn là một bản khí động cong mềm mại, và đặc biệt là cái lớp dây cuốn khí động được cuốn rất là tinh tế và rất là chắc chắn đấy. Anh em đi đường xa đường dài thì phải gọi là bao êm tay cho anh em nhá. Và anh em hãy chú ý đây, một điểm cộng trên xe này nữa đây, thiết kế dây là dây đi âm trượt rất là tinh tế và chỉ có trên những chiếc xe gọi là đắt tiền thôi ạ nhá. Và đi xuống bên dưới thì anh em có thể thấy là xe được trang bị là một bản bánh là 700x23C rất là lướt, và kèm với đấy là một bản vành là 4 phân, thế nên là xe giúp tăng tốc độ x2x3 lần đấy. Và chỉ trong phân khúc chỉ tầm 5 triệu, nhưng mà xe vẫn được trang bị là hẳn 2 tầng liếp trước kết hợp với 7 tầng liếp sau, thế nên là anh em sẽ có tới 14 tốc độ đa dạng cho anh em lựa chọn đến mọi cung đường luôn nhá đấy. Và đặc biệt xe cũng quan tâm đến sự an toàn cho anh em khi mà trang bị hẳn là một cặp phanh đĩa cơ trước sau, thế nên là trong cái điều kiện thời tiết dù có trơn trượt hay là đường bù lầy thì vẫn đảm bảo đủ an toàn, đủ bám đường cho anh em đấy. Và một cái điểm nhấn trên xe này nữa nhá, trục trước, trục giữa và trục sau đều được đồng bộ là trục bạc đạn, thế nên là về độ trơn thì phải gọi là không có điểm nào để chê được, mà chỉ trong phân khúc thì 5 triệu xe vẫn được đầu tư rất là lớn như thế. Và anh em đã quan tâm đến con xe này thì hãy nhắn tin hoặc để lại bình luận, mình sẽ tư vấn chi tiết cho anh em về con xe này nhá.